Một năm nữa đã qua, trong có ngập tràn lời cảm ơn cha vì những tiếng Chúa đã ban cho đời trần trên đây sống còn. Dù có những sóng gió, những lúc bất an này thì như hoang mang và Chúa đã đến nhẹ nhàng với tay ngài dìu bước con đi và ngài vẫn yêu con qua bao ngày vẫn bên con mời để những tháng năm ấy bên cha lòng này vắng lên. Chúa có lớn là dành cho con mãi thôi. Chúa yêu thương con rất nhiều, ngài đã đến ban cho con niềm tin. Để chúng con hôm nay ngập tràn niềm vui Chúa ban đầy vơi. Chúa yêu thương con rất nhiều, ngài đã đến ban cho con bình an. Hãy nhớ mãi bên con, đừng rời xa con Chúa nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.